Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nữ mạng trong 6 tháng cuối năm 2024 năm Giáp Thìn. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, như quý vị đã biết, ý, cái năm 2023 năm Quý Mão là một cái năm khá là khó khăn vất vả khi mà những người tuổi quý dậu sẽ vướng về cục diện là tương xung với thái tuế. À, tuy nhiên, bước sang năm 2024 nó rất thìn là một cái năm mà khởi đầu cho cái sự may mắn kéo theo đến với những người tuổi quý dậu khi mà được quý nhân liên tiếp hỗ trợ cũng như là các cát tinh nó chiếu mệnh. Đây là một cái năm được đánh giá là thành công rực rỡ đối với những người tuổi quý dậu. Vậy thì những cái cơ may nào sẽ đến với những người tuổi quý dậu trong thời gian này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, như quý vị đã biết, ấy, những người tuổi quý dậu là những người sinh năm 1993, có thiên can là quý, địa chi là dậu. Những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng thì có lá số là âm nữ. Có ngũ hành nạp âm là kiếm phong kim. Nói chung, ấy trong năm 2024 nó giáp thìn, chúng ta có quý mà gặp giáp thì nó là thương quan. À, gặp thương quan lâm vận, đâm ra là trong thời gian này, cái vận trình tài lộc sự nghiệp của những người tuổi quý dậu sẽ gặp khá nhiều cái khó khăn, cái chắc trở. Nói chung ấy, bên cạnh à, quý vị sẽ luôn bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ và sinh ra cái lòng hãm hại. Từ đó nó khiến cho công việc khó được thuận lợi như ý. À, tuy nhiên ấy, trong tháng, à, trong trong năm chúng ta lại có gì? Dậu mà gặp Thìn là cục diện là nhị hợp. Nhờ được cục diện nhị hợp với Thái Tuế nó tương trợ giúp đỡ mà nó cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội mới với những người tuổi Quý Dậu 1993 nữ mạng. Trong thời gian này nếu mà quý vị biết nắm bắt lấy cái cơ hội, tận dụng cái vận thế của mình thì sẽ có thể gia tăng thêm được cái may mắn tài lộc cũng như là có được cái cát khí nó chiếu mệnh vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái vận thế của mình quý vị nhé à, bên cạnh đó trong thời gian này do được cục diện là nhị hợp với thái tuế vì vậy mà à, những người tuổi quý dậu hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm giúp hòa giải những cái xung khắc những thị vi và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị nhé à, thưa quý vị thì nói chung ấy trong năm 2024 nó giáp thìn thì chúng ta có địa chi thìn ấy, nó ẩn tàng ba thiên can là mậu, quý và ất. Chúng ta có quý gặp mậu là chính quan, quý gặp quý nó là tỷ kiên và quý gặp ất là thực thần. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa rất nhiều cái cát tinh, nó cũng sẽ mang lại cái sự may mắn thành công nhất định đối với những người tuổi quý dậu 1993. Vì vậy, chỉ cần quý vị biết nắm bắt lấy cái cơ hội tận dụng được cái vận thế của mình thì chắc chắn cái may mắn cũng sẽ tìm đến với các bạn trong thời gian này. À, thêm nữa, thì chúng ta biết những người tuổi quý dậu năm 2024 nó sắp thìn là 32 tuổi. Ở cái tuổi 32 quý vị gặp cái sao hạn là cái sao thổ tú. Đó. Thì thổ tú nó là một cái hung tinh. Đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Thổ tú tháng 8 tháng 4, gia đình tan tác hao hư bạc tiền, lệ trào, tơi tả triển miên, biệt ly nội ngoại, nội muộn phiền tiễn đưa. Nói chung cái sao thổ tú nó là một cái hung tinh, nó gây ra những cái sự trở ngại về cái tinh thần, sự xung khắc trong các mối quan hệ, và trong thời gian này quý vị dễ bị chuyện điều tiếng thị phi và có kẻ xấu ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện kiện tụng. Trong năm xuất hành thì cũng không được thuận lợi, gia đạo thì bất hòa làm ăn thì dễ bị thua lỗ, sức khỏe thì cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 4 và cái tháng 8 âm lịch. Vậy nên quý vị cũng cần phải hết sức chú ý và đề phòng quý vị nhé. À thêm nữa, cái việc hóa giải sao thổ tú nó cũng xuất phát từ cái tâm lý lo lắng À, nên là quý vị cũng cần phải là gì tịnh tâm an nhiên đấy à, nên sắp xếp thời gian đi đình đền miếu phủ chùa chiền vào ngày rằm ngày mùng 1 để hóa giải những cái hung vận đối với mình nhé à, bên cạnh đó thì trong năm quý vị lại gặp một cái hạn năm nữa là cái hạn huỳnh tuyền đúng không ạ quý vị biết đấy huỳnh tuyền bệnh nặng nguy vong tăng khoe đau mắt đề phòng tay chân hay là gì huỳnh tuyền bệnh ấy nặng thay đấy dẫu khỏi tai nạn ốm dày ốm đau đó nói chung ấy cái hạn huỳnh tuyền nó cũng gây ra những cái bệnh tật sức khỏe trong thời gian này của quý vị cũng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng các bạn dễ gặp phải những cái triệu chứng như là trong chóng mặt này đau đầu này và các bệnh không rõ nguyên nhân có thể đe dọa trực tiếp đến cái sức khỏe và cái công việc của quý vị thêm nữa về mặt sự nghiệp ấy, thì những người gặp cái hạn hình tuyển sẽ gặp phải những cái nguy hiểm và những cái thất bại trong các hoạt động kinh doanh đầu tư à, bên cạnh đó thì họ cũng không nên dính líu đến các vấn đề về pháp luật nhé vì rất dễ bị gì bị uh, kiện tụng thị phi và bị gì vào cái cảnh lao ngục Vậy nên trong thời gian này Để hóa giải cái uh, sao tổ tú và cái hạn hình tuyển Thì những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng Quý vị luôn nhớ nhé Mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân Cái vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật Khi mang theo bên mình nó sẽ giúp cho quý vị được tịnh tâm an nhiên khai sáng trí tuệ Nó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn gì có được những cái may mắn thành công nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc Vật phẩm đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị nhé. À, thưa quý vị, thì bên cạnh đó với những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng ấy thì trong cái năm 2024 nó giáp thìn nói chung ấy thì cũng có khá nhiều cái hung tinh nhưng bên cạnh đó cái cát tinh nó cũng không ít À, vậy nên là trong thời gian này để có được cái thành công thì quý vị cũng khá là vất vả đấy Không được nhàn hạ như những tuổi khác à, Vậy thì chúng ta cùng xét xem là từ cái vận hạn này chúng ta sẽ xét xem là trong 6 tháng cuối năm Thì những người tuổi quý dậu sẽ gặp phải những vận hạn gì Và cái cơ may nào sẽ tìm đến với các bạn quý vị nhé Đầu tiên chúng ta cùng xét là tháng 7 âm lịch nó là tháng nhâm thân thì trong cái tháng 7 âm lịch tháng nhâm thân ấy, chúng ta có cục diện là dậu và gì thân nó là cục diện là tam hội đúng không ạ tam hội cái cục diện tam hội nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình công việc, sự nghiệp của những người tuổi ấy, quý dậu 1993 cũng có những cái bước đột phá nhất định. Mặc dù là cái tháng cô hồn như đây cũng là một cái tháng mà quý vị nên mở rộng các mối quan hệ hợp tác kinh doanh làm ăn của mình cũng sẽ thu hút được không ít cái tài lộc. À, tuy nhiên ấy, thì quý vị nên nhớ là trong tháng này vẫn còn có quý gặp nhâm nó là kiếp tài đó. Cái kiếp tài nó lâm vận nó cũng sẽ khiến cho cái vận trình công việc nó dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét đố kỵ và trong thời gian này thì các bạn nên là dành nhiều cái sự quan tâm hơn trong lĩnh vực kinh doanh đầu tư cái sự cứng nhắc lười tìm hiểu những cái cơ hội đầu tư sẽ khiến cho các bạn không thể mà à, phát triển được trong thời gian này và các bạn nên tìm cách để mà học hỏi gia tăng thêm cái sự hiểu biết của mình nếu còn có một ước mơ làm giàu đồng thời thì quý vị cũng cần phải là gì cẩn thận trong chuyện lời ăn tiếng nói, cẩn thận trong các mối quan hệ, kẻo gặp những chuyện xung khắc. À bên cạnh đó thì chúng ta có địa chi thân nó ẩn tàng thiên can canh nhâm và mậu. À chúng ta có quý mà gặp canh nó là chính ấn, quý mà gặp nhâm là kiếp tài và quý mà gặp mậu thì nó là chính quan. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy cái chính ấn nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng của cái tháng 7 âm lịch với những người tuổi quý dậu ấy, nó cũng báo hiệu công việc uh, trong 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 tháng ấy cũng có gì. À, không ít cái trở ngại tuy nhiên các bạn sẽ xử lý mọi việc đâu vào đó và mọi việc nó cũng trở nên dễ dàng hơn khi mà các bạn chỉ tập trung trong một khoảng thời gian nhất định những ai mà đang làm công việc cố định có tính chất chuyên môn cao ấy hoặc đòi hỏi cái tính sáng tạo thì trong thời điểm này quý vị có thể trổ tài cho thấy cái ưu thế của mình so với đồng nghiệp bên cạnh đó cái chính ấn nó cũng sẽ giúp quý vị củng cố được cái quyền uy cái địa vị và nó cũng sẽ giúp mang lại cái cơ hội được thăng quan tiến chức bên cạnh đó thì chúng ta có uh, quý mà gặp nhâm là kiếp tài thì quý vị biết ấy, nó sinh ra cái họa tiểu nhân đúng không ạ? và quý mà gặp mậu thì nó là chính quan cái chính quan nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng tác động giúp cho những người tuổi quý dậu nữ mạng cũng sẽ được vượng vận quý nhân và trong thời gian này mưu sự thì dễ thành mỗi khi mà đã hạ quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được đó. cái tinh thần làm việc dâng cao những người tuổi quý dậu lại khá là tham vọng nên là sẽ nỗ lực không ngừng trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình. Một vài cái hạng mục công việc tưởng chừng như là phải dừng lại. À, nói chung ấy, khi mà được ra vào tay của các bạn thì bỗng nhiên nó trở nên được hanh thông, thuận lợi và cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Thêm nữa lại được cái lưu niên trường sinh nó hỗ trợ, nó cũng sẽ giúp cho cái vận thế của các bạn có những cái sự tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, nói chung ấy thì cái vận khí nó đang được tốt lành vì vậy mà quý vị cũng sẽ nhân cơ hội này để mà gia tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Và để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị luôn nhớ nhé. Mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tị, dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại một chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị nhé. À, thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 8 âm lịch đó là tháng quý dậu. Tháng quý dậu chúng ta có quý gặp quý nó là tỷ kiên. Đấy. Thì cái tỷ kiên nó xuất hiện trong cái tháng tháng 8 âm lịch. Nó báo hiệu là tháng này là cái khoảng thời gian mà những người tuổi quý dậu sẽ trở nên cẩn thận hơn, chỉn chu hơn và à, từ đó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi mang lại những cái kết quả tốt lành cho công việc và những cái thành tích mà những người tuổi quý dậu đạt được khiến cho mọi người cũng phải cúi đầu mà ngưỡng mộ không ai có thể chia trách bất kỳ được cái điều gì à, chính nhờ vậy mà quý vị cũng sẽ lọt vào mắt xanh của bài ban lãnh đạo từ đó cũng sẽ gì giúp cho quý vị có được cái may mắn tài lộc nhất định đến với mình à, bên cạnh đó trong tháng này chúng ta lại có địa chi dậu đúng không dậu thì ẩn tàng thiên can là tân mà chúng ta lại có gì quý mà gặp tân thì nó là chính ấn đúng không ạ cái chính ấn nó xuất hiện nó cũng báo hiệu là trong thời gian này những người tuổi quý dậu cũng sẽ đạt được cái vị thế cái địa vị cái công danh cũng như là củng cố được cái quyền uy của mình nói chung ấy nó cũng sẽ giúp cho quý vị tìm thấy những cái cơ hội gặp gỡ được quý nhân mọi việc đều được giải quyết một cách êm xuôi trôi chảy khó khăn cũng không hề đáng sợ như trước nữa việc lớn việc nhỏ thì đều được hanh thông thuận lợi đồng thời quý vị sẽ có cơ hội tạo dựng một cuộc sống hoàn toàn mới cho bản thân và gia đình thực ra ấy, những người tuổi Quý Dậu sẽ gặp được rất nhiều quý nhân trong thời điểm này. Quý nhân cũng không phải là những người xa lạ, có thể là anh em bạn bè hay là đồng nghiệp thân thiết. Họ cùng sát cánh bên nhau, các bạn, vượt qua những khó khăn, những trắc trở đúng không ạ? À bên cạnh đó thì quý vị lại được cái lưu niên Mộc Dục nó hỗ trợ nữa. Cái Mộc Dục nó chủ về cái đào hoa đúng không ạ? Và chủ về cái sự thuận lợi trong cái các mối quan hệ. Vì vậy mà trong thời gian này được cái lưu niên Mộc Dục nó trợ giúp thì những người tuổi quý dậu cũng sẽ dễ đạt được những cái thành công rực rỡ trong cái chuyện tình yêu. Với những người độc thân ấy thì quý vị sẽ dễ dàng có được cái cơ hội để mà uh, kết giao hoặc là tìm được những người bạn đời như ý. Bên cạnh đó, với những người đã lập gia đình thì cái lưu niên mộc sục này nó cũng sẽ giúp tăng cường cái vận quý nhân và quý vị cũng sẽ có được những cái mối quan hệ hợp tác vui vẻ và uh, gia đạo thì an yên hạnh phúc. Bên cạnh đó trong tháng lại có liên liên tấu thư nữa, nó cũng báo hiệu là có nhiều tiên vui báo về những người chủ quý dậu trong thời gian này rất dễ có cơ hội để mà gì có à, à, con cái hoặc là thêm con thêm cái thêm con thêm cháu hay là gia tăng thêm được cái vận may về công việc về tài lộc vậy nên là gì để hóa giải những hung tinh và mang lại cái may mắn cho mình ấy? thì các bạn hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân đó là tỵ dậu xíu để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 9 âm lịch nó là tháng giáp tuất. Trong cái tháng giáp tuất chúng ta có dậu gặp tuất nó là cục diện lục hại đúng không ạ? À, bị lục hại với lại nguyệt lệnh. Vậy nên là gì? Trong thời gian này những người tuổi quý dậu cũng gặp khá nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Nói chung cái cục diện lục hại nó cũng sẽ khiến cho cái vận uh, tiểu nhân nó tăng mạnh đúng không ạ? Thêm nữa lại có quý mà gặp giáp thì đó là thương quan lại bị cái thương quan lâm vận nữa vậy nên là trong thời gian này cái vận trình của những người tuổi quý dậu nữ mạng có dấu hiệu bị sa sút cái điểm báo tử vi nó cũng cho thấy những gia chủ tuổi quý dậu phải quay cuồng đối mặt với những cái chiêu trò tiểu nhân gây ra những cái mâu thuẫn những cái xung khắc nhất định à, bên cạnh đó thì quý vị cũng sẽ gì bị cái tinh thần nó bất ổn hay là gì hay phải suy nghĩ lung tung thiếu tập trung trong công việc nên là cái hiệu quả nó bị giảm sút những cái kế hoạch mà các bạn đặt ra có dấu hiệu chứng lại ở cái thời điểm này khó hoàn thành đúng cái thời hạn cái điều này sẽ gây ra không ít những cái trở ngại cho các bạn trên con đường thăng tiến à, tuy nhiên cái may mắn cũng sẽ tìm đến với những người tuổi quý dậu khi mà trong địa chi tuất này nó ẩn tàng bát thiên can là mậu đinh và tân chúng ta có quý mà gặp mậu thì nó là chính quan quý gặp đinh là thiên tài và quý gặp tân thì nó là chính ấn đó nói chung cái chính quan nó cũng sẽ giúp cho con đường quan vận sự nghiệp của những người tuổi quý dậu À, luôn có được quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên cái cơ hội tăng lương tăng thưởng cũng như là cái cơ hội gia tăng theo cái may mắn nó đang tìm đến với các bạn lúc này là cái thời cơ để cho các bạn tạo dựng cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh à, được quý nhân nâng đỡ có thể là được thăng chức tăng lương nhờ vậy mà con đường quan lộc nó được mở rộng thêm nữa chúng ta có quý mà gặp đinh thì nó là cái thiên tài cái vận thiên tài nó cũng mang đến một cái cơ may về tài lộc cho những người tuổi quý dậu 1993 nữa mạng trong thời gian này cái thiên tài nó sẽ giúp cho các bạn đạt được cái may mắn về vận trình tiền bạc, tháo gỡ được hầu hết các khó khăn các vận hạn mà quý vị đã gặp từ trước đến giờ. Con đường tài lộc cũng vì thế mà hanh thông thuận lợi hơn, các bạn cũng sẽ không còn phải trải qua quá nhiều cái cảnh là gì? eo eo hẹp trong chuyện chi tiêu nữa. Trái lại, không phải đắn đo quá nhiều tài chính thì lúc nào cũng được dùng dính. Thêm nữa chúng ta có quý mà gặp Tân thì nó là chính ấn. Nhờ có cái chính ấn nó tương trợ giúp đỡ mà cái vận trình của những người tuổi quý dậu trong thời gian này cũng có những cái bước đột phá nhất định. À, các bạn sẽ củng cố được cái quyền uy cái địa vị và có được cái tiếng nói trong đơn vị. Và công việc nhờ thế mà cũng được hanh thông thuận lợi hơn. À, các bạn dễ đạt được cái thành tích tốt và dễ được có cơ hội được thăng quan tiến chức tăng lương tăng thưởng. Vì vậy quý vị nên tận dụng cái cơ hội này để mà gì à, đổi vận cho mình nhé. Thêm nữa, chúng ta lại có cái lưu niên quan đới và cái lưu niên tướng quân cái tướng quân nó chủ về cái sự lãnh đạo chủ về cái sự điều hành đúng không ạ và nó cũng là một cái sao mà mang lại cái cái uy quyền cái danh vọng thêm nữa cái lưu niên quan đới thì nó cũng sẽ giúp cho các con đường quan vận vận trình sự nghiệp được hanh thông thuận lợi vậy nên nói chung ấy cái tháng này mặc dù là gặp cục diện tương hại và thương quan nhưng mà cũng có rất nhiều cái cutting tinh nó trợ vận nó vẫn giúp cho cái vận trình của những người tuổi quý dậu nữ mạng trong cái tháng chín âm lịch này có những cái bước đột phá mới vậy nên là quý vị cứ cố gắng nỗ lực hơn nữa đi chắc chắn quý vị cũng sẽ thu hút được những cái may mắn đến với mình và để gia tăng thêm cái may mắn thì các bạn cũng hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để mà trợ mệnh hộ thân quý vị nhé tiếp theo chúng ta xem tháng 10 âm lịch nó là tháng ất hợi thì trong cái tháng 10 âm lịch tháng ất hợi chúng ta có quý mà gặp ất thì nó là thực thần đó may mắn là gặp được thực thần nó tương trợ vậy nên trong cái tháng 10 âm lịch ấy khuyên những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị cũng nên là gì à, mở rộng cái mối quan hệ kinh doanh buôn bán đầu tư làm ăn của mình bên cạnh đó quý vị cũng nên tích cực đi giao lưu gặp gỡ tại vì cái thực thần nó cũng báo hiệu là quý vị có lộc ăn uống rất dễ kết giao thêm được với những cái người mà bằng hữu cũng như là gì những cái đối tác những khách hàng mới chính cái sự xông xáo cái sự nhiệt tình của quý vị cũng đem về cho quý vị những cái lợi ích và trong thời gian này với những người làm ăn kinh doanh buôn bán hay là với những người tự do hoặc là những người đầu tư ấy, thì đều có thể thu về một khoản tiền không hề nhỏ, giúp cho quý vị có thể thoải mái chi tiêu mà không gặp phải bất kỳ cái khó khăn nào. Bên cạnh đó, trong cái địa chi hợi thì nó ẩn tàng thiên can nhâm và và giáp đúng không? thì chúng ta có quý mà gặp nhâm thì nó là kiếp tài và quý mà gặp giáp thì nó là thương quan. À nói chung ấy trong cái thời gian này gặp hai cái hung tinh là kiếp tài và cái thương quan lâm vận thì đầu tiên chúng ta xét về kiếp tài nhá, thì nó sẽ khiến cho tình hình tài chính của những người tuổi quý dậu nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn công việc thì dễ bị bế tắc và cũng rất dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại vì vậy mà quý vị nó cảnh báo là dù có thành công đến đâu đi chăng nữa thì quý vị cũng không nên tỏ ra kiêu ngạo hay là coi thường người khác vì rất dễ bị kẻ xấu ghen ghét đố kỵ và hãm hại quý vị nhé thêm nữa là chúng ta có quý mà gặp giáp thì nó là thương quan cái thương quan thì nó cũng cho thấy rằng trong thời gian này cũng không là không phải là cái thời điểm an nhàn với những người tuổi quý dậu nữ mạng khi mà các bạn có điểm báo tiểu nhân quấy phá là một trong những tuổi mà dễ gặp hạn tiểu nhân à, Vậy nên quý vị có thể là sẽ khá là vất vả và khó mà kiểm soát được mọi việc à, Tuy nhiên trong tháng này có lưu niên lâm quan nó chiếu mệnh Vậy nên là con đường quan vận sự nghiệp cũng có những cái bước đột phá nhất định Vì vậy mà quý vị cần phải cố gắng nỗ lực để tăng cường thêm cái vận may cho mình quý vị nhé à, Thêm vào đó trong tháng này có cái lưu niên tiểu hao thì quý vị cũng cần phải chú ý đến cái vận trình tiền bạc đó Nói chung cái tháng này là cũng là một tháng khá là may mắn khi mà cái cutting nó chiếu mệnh và để có được cái sự bình an may mắn đến với mình thì các bạn những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng các bạn luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 chín để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị nhé. À thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 12 âm lịch, tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch nó là tháng bính tý thì chúng ta có dậu gặp tý nó là cục diện tương phá. Nói chung trong thời gian này cái cục diện tương phá nó cũng gây ra không ít những khó khăn trở ngại. À, tuy nhiên ấy, thì vẫn còn rất nhiều cái cutting tinh nó chiếu mệnh, vậy nên cái cơ hội thành công của những người tuổi quý dậu trong thời gian này vẫn luôn có. À, chúng ta có quý mà gặp bính thì nó là cục diện chính tài, nhờ có chính tài hỗ trợ, vậy nên công việc làm ăn của những người tuổi quý dậu sẽ có những cái sự phát triển cực kỳ là thuận lợi và hanh thông. À, trong thời gian này nếu là những người chủ động ấy, biết cách nắm mắt với cái cơ hội, thì các bạn sẽ có được cái hợp đồng lợi nhuận cực kỳ cao đó. nhìn chung ấy, cái tình hình tài chính của các bạn cũng sẽ đón nhận nhiều cái tín hiệu khả quan. À, vậy nên các bạn nên tận dụng cái thời gian này, nên chuẩn bị trước những cái bước đi cần thiết trong công việc và cái sự nghiệp tăng cường cái chuyện hợp tác và các cơ hội để gia tăng thêm cái thu nhập cho mình. Đấy. À, dường như những cái nguồn thu từ công việc trong thời gian này nó cũng sẽ giúp quý vị khỏa lấp những cái khó khăn và thoải mái hơn trong cái chuyện chi tiêu. À, trong thời gian này quý vị cũng có nhiều cái cơ hội để sắm nhà, tậu xe nhá, sắm nhà tậu xe hay là gì, mua thêm bất động sản vân vân, đầu tư kinh doanh thì được lời lại đáng kể. Tuy nhiên chúng ta có tí mà gặp uh, uh, tí thì nó ẩn tàng thiên can là quý đúng không ạ? Quý mà quý thì nó là nó là tỷ kiên đấy cái tỷ kiên nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng báo hiệu là những người tuổi quý dậu cần phải cẩn thận chỉn chu hơn trong công việc đấy à, đôi khi quý vị có thể bị mất phương hướng với những cái kế hoạch của riêng mình vậy nên quý vị trong thời gian này cần phải bình tĩnh hết sức để xử lý các sự cố à quý vị càng vội vàng thì lại càng dễ khiến cho cái công việc nó bị chắc trở và khó đạt được những thành tích đến với mình bên cạnh đó trong tháng lại có may mắn chúng ta có lưu lên đế vượng này kèm theo cái liên nguyên thanh long đó, thì đây là hai cái cắt tinh, nó sẽ giúp cho cái vận thế được đi lên, cái đế vượng nó giúp giúp cho gì, quý vị có một cái năng lượng tích cực hơn lúc nào cũng tràn đầy cái nhiệt huyết, vậy nên công việc nó cũng dễ được tiến hành một cách thuận lợi chưa chảy. thêm nữa, cái sao thanh long nó cũng là một cái điểm sáng mang lại à, giúp cho cái vận trình của những người tuổi quý dậu được Hanh thông thuận lợi hơn. vậy nên để hóa giải những cái hung vận và mang lại cái may mắn, cắt thần cho mình. Thì các bạn hãy luôn nhớ nhé, luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là tỵ dậu, sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét về tháng 12 âm lịch Tháng 12 hai lịch chúng ta có dậu gặp xỉu nó là cục diện tam hợp đó. Thì nhờ có tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ mà các mối quan hệ trong thời gian này nó được mở ra đối với những người tuổi quý dậu. À, nói chung ấy từ đó cái vận quý nhân nó sẽ vượng nó giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn. Quý vị làm gì cũng được quý nhân đứng ra hậu thuẫn đằng sau và mang lại nhiều cái cơ hội kiếm tiền, nhiều cái cơ hội làm giàu. Thêm nữa, lại có quý mà gặp đinh ấy, thì nó là cái vận gì? Vận thiên tài đó. Cái thiên thải nó xuất hiện trong cái tháng 12 âm lịch này nó báo hiệu là những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng dễ có cơ hội trúng số đời đời. Cái tình hình tài chính của những người tuổi quý dậu cũng khá là rực rỡ. Đấy, dường như cái nguồn thu nó đang bù đắp lại trong khuất khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của những người tuổi, những người tuổi quý dậu. Nhiều người còn có được của ăn của đẻ, tiết kiệm được một khoản tiền khá khá, bảo đảm cho cái tương lai của mình nó được tốt hơn. Một số người nhờ có cái sự kiên nhẫn cũng gom góp được tiền bạc và để ra một khoản tiền dùng dính, đấy tiêu tiết không phải suy nghĩ thậm chí là quý vị còn thừa tiền để đầu tư kinh doanh đấy, à, mua cho mình những cái khối tài sản khổng lồ. thêm nữa à, chúng ta có địa chi xỉu thì nó ẩn tàng ba thiên can là kỷ, tân và quý. chúng ta có quý mà gặp kỷ thì nó là thất sát, quý mà gặp tân là chính ấn và quý gặp quý thì nó là tỷ kiên đúng không? thì quý vị thấy đấy cái thất sát nó xuất hiện trong cái la số tử vi nó cũng báo hiệu trong thời gian này các bạn sẽ gặp một vài cái rắc rối rối một số cái khúc mắc giữa đồng nghiệp khiến cho các bạn không thể mà bàng quang bởi chúng ít nhiều cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của mình à, nếu có thể thì các bạn hãy gì là những người tỉnh táo giảng hòa giúp mọi người được gì hòa hợp hơn à, bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị có quý mà gặp tân thì nó là chính ấn cái chính ấn nó xuất hiện nó củng cố lại cái quyền uy cái địa vị và nhờ cái chính ấn giúp sức nên là những người tuổi Quý Dậu cũng sẽ xây dựng được những cái mối quan hệ xã giao hài hòa hơn với mọi người xung quanh. À, các bạn sẽ mạnh dạn nêu ra những cái quan điểm của mình và cũng sẵn sàng lắng nghe mọi người. À, các công việc nhóm ấy, sẽ được hoàn thành một cách xuất sắc và nhanh chóng. Các bạn cũng sẽ đạt được kết quả ngoài dự tính. Và trong thời gian này cái cơ hội tăng lương thăng chức là cái điều mà dễ xảy ra đối với những người tuổi Quý Dậu. Chỉ cần quý vị biết nắm bắt lấy cái cơ hội và thể hiện được hết cái năng lực của mình à, được cái kết quả tốt thì không có cấp trên nào là không dành cho các bạn cái sự yêu ái cả thêm nữa chúng ta có quý mà gặp quý nó là tỷ kiên nói chung với cái tỷ kiên nó xuất hiện trong cái tháng 12 âm lịch nó cũng tác động khiến cho những người tuổi quý dậu đôi khi tỏ ra kiêu ngạo dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân thậm chí là những người tưởng chừng như thân thiết cũng sẵn sàng lợi dụng các bạn vì cái lợi ích vì vậy À, trong những ngày cuối năm này thì các bạn cũng không nên dễ dàng tin theo cái lời nói của bất cứ ai cũng đừng tỏ ra vẻ ta đây với bất cứ người nào tốt nhất là hãy cứ tập trung và nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao hạn chế can thiệp vào cái chuyện của người khác kéo lại làm ơn bất oán bên cạnh đó trong tháng thì quý vị lại có lưu niên suy này kèm theo cái lưu niên kình dương nó cũng sẽ khiến cho cái vận trình của quý vị gặp khá nhiều cái bế tắc đấy À, đâm ra là gì quý vị sẽ dễ vướng về cái họa quan trường và dễ vướng về cái họa khẩu thiệt thị phi à, về cái sức khỏe của quý vị thì cũng được đảm bảo do cái lưu niên lực sĩ nó 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 ăn ngữ cũng như là gì lại thêm cái lưu niên thiên đức và phúc đích nó cũng báo hiệu là cái vận trình uh, tình cảm gia đạo thì cũng được hanh thông thuận lợi không gặp phải cái vấn đề gì quá là khúc mắc cả vì thế mà quý vị hãy tận dụng những cơ hội này để mà gia tăng thêm cái may mắn cho mình quý vị nhé và để gia tăng thêm cái may mắn tăng cường cái vận quý nhân và hóa giải cái hạn tiểu nhân cũng như là cái xung sát thì những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng quý vị nhé À, kính thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi quý dậu 1993 nữ mạng trong 6 tháng cuối năm 2024 năm giáp thìn. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.